Thế giới đầu tư tài chính khắc nghiệt, đặc biệt là ở môi trường phố Wall, từ lâu đã được mệnh danh là sân chơi dành riêng cho cánh đàn ông. Thế nhưng có một người phụ nữ đã vang danh hiển hách trong chốn chiến trường khốc liệt ấy, đó là Hattie Green. Có thể nói bà là người phụ nữ giàu nhất, nổi tiếng nhất nhưng cũng bị ghét nhiều nhất trong giới tài chính bởi những tính cách hành động lập dị của mình. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Hattie Green, huyền thoại về nữ phù thủy giàu nhất phố Wall. Làm quen với tài chính từ nhỏ. Đầu thế kỷ 20, ở nước Mỹ có một bài hát rất được ưa chuộng về một người phụ nữ không được ưa chuộng. Đó là bài hát If I Was Rich as Hattie Green, tạm dịch là giá tôi giàu như Hattie Green. Tên của bà không chỉ đơn thuần là Hattie Green, mà còn luôn đi cùng với một biệt danh. Biệt danh đó cũng độc nhất vô nhị, phù thủy phố Wall. Ở phố Wall, số người thành công và có cá tính không ít, nhưng chỉ có một người mang danh phù thủy. Hattie Green, tên khai sinh là Henrietta Howland Robinson, sinh ngày 21 tháng 11 năm 1834 trong một gia đình thương gia giàu có ở New Bedford, Massachusetts. Bố mẹ bà là chủ một hạm đội tàu thuyền săn cá voi và là triệu phú đô la thời bấy giờ. Lên 2 tuổi, do mẹ quanh năm ốm liệt giường nên Hattie sống cùng bố và ông nội, những nhà đầu tư lớn có tiếng là yêu tiền và lạnh lùng đến tàn nhẫn. Dù cực kỳ giàu có nhưng cả gia đình họ sống rất tiết kiệm và hầu như không mấy khi giao du với hàng xóm láng giềng. Gia đình Hattie theo đạo Quaker, còn gọi là Hiệp hội Tôn giáo các tín hữu, và bà được nuôi dưỡng trong niềm tin về giá trị sống tàn tiện và tiết kiệm. Hattie theo học một trường nội trú dành cho các cô gái Quaker. Nhà trường về cơ bản đã sử dụng các cô gái nhà giàu để trợ cấp cho các cô gái nghèo, nhưng dành sự chăm sóc tương tự cho cả hai với hy vọng dạy các cô gái nhà giàu có lòng từ thiện và khiêm tốn. Nhưng với trường hợp của Hattie, họ chỉ dạy được cô một điều rằng người ta có thể sống chỉ cần một chút ít vật chất và số còn lại là để dành. Họ ở trong những căn nhà tuỳnh toàng, ăn những bữa ăn đạm bạc được chuẩn bị trong căn bếp tối tăm ẩm thấp. Mùa đông, họ sưởi ấm bằng những lò sưởi đốt củi. Mùa hè đến, cả gia đình dọn tới nông trại ở vùng Round Hill tránh nóng. Từ nhỏ, Hattie đã được bố và ông nội dạy về tài chính và đầu tư. Mỗi buổi tối, thay vì đọc những câu chuyện đêm khuya cho con gái, họ đọc những bản tin thị trường chứng khoán cho Hattie nghe. Trong khi bạn bè cùng trang lứa còn bay bổng với các câu chuyện cổ tích, Hattie đã làm quen với báo cáo thị trường chứng khoán. Hattie thường theo cha đến văn phòng làm việc và được ông nội dìu dắt, nên từ năm lên 6 tuổi, bà đã có thể đọc và hiểu những bài báo về kinh tế, tài chính. Đến năm 8 tuổi, bà đã có một quyển sổ tiết kiệm đầu tiên mang tên mình. Mặc dù là một học sinh kém cỏi ở hầu hết các môn học, nhưng tài năng của bà với các con số là không thể phủ nhận. Chữ viết như gà bới, thường sai chính tả, nhưng Hattie luôn biết rõ những con số viết ra. Quan trọng hơn, bà biết cách làm cho chúng tăng trưởng. Năm Hattie 13 tuổi, bà đảm nhận vị trí kế toán cho việc kinh doanh của gia đình. Hattie càng lớn càng hấp dẫn, được mọi người gọi là người con gái xinh đẹp với cặp mắt xanh thiên thần. Nhưng bà lại không hề có hứng thú với điều đó. Sở thích lớn nhất của Hattie khi đó là đầu tư và chỉ có đầu tư. Ngày còn niên thiếu, cha Hattie gửi bà tới chỗ một người anh em họ ở New York và cho 1.200 đô la để mua quần áo đẹp. Nhưng Hattie gửi 1.100 đô la vào ngân hàng và nhờ anh em họ giúp mình mua đồ với 100 đô la còn lại. Khi trở thành một thiếu nữ, bố của Hattie mua cho bà một tủ phục trang trị giá 1.500 đô la để bà diện ngoài phố Boston và New York nhằm thu hút những người đàn ông giàu có làm chồng. Ông cho rằng người đẹp vỉ lụa là bí quyết để quyến rũ gã đàn ông giàu có làm chồng. Rốt cuộc cô con gái rượu cá tính của ông đã bán sạch quần áo rồi lấy số tiền đó mua trái phiếu chính phủ. Thiên tài kinh doanh và đầu tư. Năm 25 tuổi, người mẹ tội nghiệp của bà qua đời, Hattie theo cha đến New York. Đến năm 1865, cha và dì ruột của Hattie lại qua đời để lại cho bà một khối tài sản khổng lồ lên tới 7,5 triệu đô la. Không nghĩ đến việc tiêu pha cho bản thân, ngay lập tức, Hattie đã lên kế hoạch đầu tư số tiền sẵn có vào thị trường chứng khoán phố Wall, bất động sản, các công ty xe lửa với tham vọng sẽ giàu có hơn nữa. Hattie luôn tránh xa những cổ phiếu có nguy cơ rủi ro cao và có xu hướng rót vốn vào những trường hợp rủi ro được đánh giá thấp hơn mức trung bình trên thị trường. Giữ cho các khoản phí giao dịch và thuế ở mức thấp cũng là một nguyên tắc đầu tư của bà. Qua thời gian, đồng vốn ở những cổ phiếu tốt sẽ sinh lời và lượng vốn càng được duy trì ổn định, lợi nhuận càng có thể tăng cao.
trong một thời điểm nhất định, bà không thích liên tục đa dạng hóa danh mục đầu tư và giải tiền từ hết doanh nghiệp này đến công ty kia để phân tán rủi ro, mà chỉ tập trung vào những doanh nghiệp thực sự có tiềm năng. Cùng lúc, bà chỉ đầu tư vào những vị thế giao dịch mà bà thực sự hiểu biết và liên tục tìm kiếm các lựa chọn mới. Một khi đã tìm được các lựa chọn như vậy, thông thường là tài sản bị đánh giá thấp hơn giá trị thực, bà sẽ mua đến hết khả năng nhằm tối đa hóa lợi nhuận về sau. Với tư duy đi ngược về đám đông, Hetty thường không mấy để tâm đến những thương vụ hứa hẹn có khả năng thu hồi vốn nhanh chóng, vốn là những miếng mồi ngon khiến các nhà đầu tư lao vào giành giật nhau. Thay vào đó, bà nghiên cứu, suy đoán rồi đầu tư vào những nơi không ai ngờ tới và chỉ việc chờ cho đến khi thu được kết quả mỹ mãn. Điển hình là việc bà mua hết mũ len vào mùa hè, rồi đồng loạt bán ra với giá cắt cổ khi mùa đông tới. Với phương châm mua rẻ bán đắt, Hetty đã nhanh chóng thành công trên cả thị trường chứng khoán, bất động sản, kinh doanh và trái phiếu. Bà từng chia sẻ kinh nghiệm làm giàu. Tôi mua vào khi mọi thứ còn rẻ và không ai muốn mua, rồi chờ cho đến khi thị trường khôi phục. Mọi thứ tăng giá thì tôi lại bán ra khi ai cũng muốn mua chúng. Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn và dũng cảm để làm được điều này. Và đặc biệt là chẳng ai có đủ tài tiên đoán khi nào nên mua vào và khi nào nên bán ra như Hetty Green. Điển hình như vụ việc chính phủ Mỹ của Tổng thống Abraham Lincoln cần trang trải tài chính cho cuộc nội chiến bằng việc phát hành trái phiếu chính phủ. Sau khi nội chiến kết thúc, với cơ sở hạ tầng bị phá hủy nhiều, nên các nhà đầu tư cho rằng cơ hội để chính phủ trả được tiền cho số trái phiếu thời hạn mấy chục năm này là rất ít. Vì thế đa phần các thương nhân đều bán lại trái phiếu với giá rẻ như cho. Chớp thời cơ, Hetty dùng tất cả tiền bạc mua hết trái phiếu bất chấp sự chê cười và nhạo báng. Ít năm sau, đúng như dự đoán của Hetty, nước Mỹ không chỉ tái thống nhất mà còn dần phục hồi. Trái phiếu chính phủ Mỹ lại tăng giá, giúp cho Hetty trong vòng không đầy một năm kiếm được 1,25 triệu đô la Mỹ. Sau ngày thứ năm đen tối 18 tháng 9 1873, ngày mà thị trường chứng khoán New York sụp đổ, việc đầu tiên mà Hetty Green làm là dùng hết tài sản của mình để mua lại số cổ phiếu đang rớt giá chóng mặt, trong khi những nhà đầu tư khác thì đang cố tìm cách bán tháo để tránh thua lỗ. Chỉ ngày hôm sau thì cổ phiếu đã phục hồi như cũ và bà thu về được số tiền khổng lồ trong ví. Đến thời điểm hiện tại thì bà đã sở hữu số tài sản lên đến 100 triệu đô cùng hơn 6.000 công trình rải rác khắp nước Mỹ. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên thành công tại phố Wall và về sau cũng khó có ai lặp lại kỳ tích này. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Mụ phù thủy phố Wall. Tình yêu không phải là thứ có thể kiểm đếm trong văn phòng và Hetty khá chật vật với nó. Cho rằng, vây quanh mình toàn là những kẻ đào mỏ, Hetty không bao giờ tin tưởng ở những người đàn ông bày tỏ tình cảm với bà. Tới năm Hetty 33 tuổi, một doanh nhân có gia sản khiêm tốn đã ngỏ lời cầu hôn bà. Đó là Edward Henry Green, một đối tác kinh doanh của cha Hetty, hơn bà 12 tuổi. Hetty đồng ý kết hôn sau khi đã ký một bản hợp đồng tiền hôn nhân ghi rõ, người chồng không có quyền thừa hưởng tài sản của vợ. Vợ chồng Hetty chuyển tới Anh sống vài năm và có với nhau hai người con là Ned và Sylvia. Lấy một người vợ giàu có nhưng ông Edward không được hưởng một điều kiện gì sung túc hơn trước. Hetty tìm mọi cách duy trì độc lập tài chính giữa hai vợ chồng và căng thẳng đã khiến Edward phải chuyển ra khỏi nhà. Ông nhanh chóng làm ăn sa sút. Trong khi đó Hetty từ chối mọi sự giúp đỡ và chỉ chu cấp cho chồng trong những tháng ông hấp hối cuối đời. Sau cái chết của ông Edward, Hetty chỉ mặc duy nhất một chiếc váy đen của phụ nữ hóa trong suốt những năm còn lại, khiến sự xuất hiện của bà ở phố Wall trông thật đáng sợ và bà bị gán cho biệt danh mụ phù thủy phố Wall kể từ đó. Tính cách bủn xỉn của Hetty đã bộc lộ từ rất sớm. Khi người cô là Sylvia Harlan qua đời năm 1868, di chúc tặng 2 triệu đô la Mỹ cho quỹ từ thiện, Hetty vô cùng tức giận. Bà làm giả di chúc và kiện ra tòa, cho rằng mình sở hữu một bản di chúc người cô viết trước đó để lại toàn bộ gia sản cho mình. Tuy nhiên, tòa án sau đó xác định di chúc có chữ ký của Sylvia là giả và Hetty thua kiện. Nhưng đó chỉ là một trong rất ít lần thua kiện mà bà cho phép xảy ra trong đời mình. Kiếm được hàng trăm triệu đô nhưng Hetty lại rất buồn xỉn. Bất kể là đông hay hè, bà không bao giờ sử dụng nước nóng. Sau khi ly hôn, bà chuyển đến sống cùng cô con gái Sylvia. Cả hai cắt đứt liên lạc với họ hàng vì sợ họ sẽ dòm ngó đến gia tài của bà. Tính hà tiện còn biến Hetty Green trở thành người mẹ nhẫn tâm, là tỷ phú giàu nhất nước Mỹ, nhưng hai đứa con của bà phải sống nghèo khổ cùng mẹ.
Sylvia không phải là một cô gái xinh đẹp. Cô bé chỉ được mặc quần áo cũ và có rất ít bạn. Cô ngủ cạnh mẹ trên chiếc giường nhỏ chật chội. Mỗi bữa ăn của hai mẹ con chỉ tiêu tốn 15 xu, chấp nhận uống sữa lạnh để tiết kiệm chi phí khí đốt. Mỗi khi tìm được ngôi nhà giá rẻ hơn, bà lập tức chuyển đi, không ngại cuộc sống nay đây mai đó, một phần vì sợ báo chí và bọn trộm cắp dòm ngó. Sylvia phải sống với mẹ đến tận năm 30 tuổi mà chẳng lấy được chồng bởi mẹ cô từ chối mọi cuộc hôn nhân. Bà cho rằng đàn ông chỉ ham muốn số tài sản thừa kế của Sylvia mà thôi. Phải đến tận năm 1909, Sylvia mới lấy được Matthew Asterwix sau 2 năm thuyết phục. Anh chàng này là một trong những người thừa kế của dòng họ Aster và phải góp 2 triệu đô la để chứng minh mình không mang đến tài sản của Sylvia thì mới được Hetty đồng ý cho cưới. Tuy nhiên, hai người vẫn phải làm hợp đồng tiền hôn nhân để đảm bảo rằng Matthew không được động vào tài sản của Sylvia. Ngay cả khi cậu ấm E.S. Robinson, thường gọi là Ned, bị tai nạn vỡ đầu gối năm 14 tuổi, bà Hetty cũng tự chữa lấy, khiến vết thương bị nhiễm trùng, buộc phải phẫu thuật. Rốt cuộc, nữ tỷ phú Hetty Green chỉ chịu đưa con tới bệnh viện chữa trị sau khi chồng cũ đồng ý trang trải mọi chi phí. Kết quả là sau đó, vết thương bị hoại tử và người ta phải tiến hành cắt bỏ một chân của cậu bé. Niềm đam mê xa xỉ duy nhất của người phụ nữ giàu nứt đố đổ vách này là con chó cảnh quấn bên bà như hình với bóng. Vào những năm cuối đời, Hetty bị chứng thoát vị đĩa đệm hành hạ, nhưng bà từ chối phẫu thuật vì lo sợ bị hãm hại. Thay vì chữa trị tử tế, Hetty sử dụng những thanh nẹp để cố định xương sống. Giai đoạn này, Hetty ngày càng bị ám ảnh bởi ý tưởng có người muốn mưu hại bà vì tài sản thừa kế. Bà chuyển nơi làm việc sang văn phòng của ngân hàng National Park Bank vì cho rằng mình mắc bệnh là do bị đầu độc. Sau khi qua đời vào năm 1916, Hetty để lại khối tài sản trị giá khoảng 100 đến 200 triệu đô la Mỹ, tương đương 2,3 đến 4,6 tỷ đô la Mỹ theo lạm phát tính đến năm 2019. Con số chính xác không được công bố do những người con của bà không chịu tiết lộ. Trái ngược với lối sống kiệt sỉ của Hetty, những người con của bà lại sống khá giả và hưởng thụ như khối tài sản thừa kế của mẹ để lại. Cả hai đều vượt qua được cuộc đại khủng hoảng năm 1930 nhờ khối tài sản khổng lồ được thừa kế, cũng như thấm nhuần triết lý dự trữ tiền mặt, cẩn trọng trong đầu tư từ người mẹ. Người con trai mặc dù bị cưa chân nhưng vẫn sẵn sàng chi tiền cho bộ sưu tầm xe đua và những vật phẩm nghệ thuật mà ông cho là thú vị. Có lẽ đây là nguyên nhân lớn nhất khiến cho khối tài sản khổng lồ mà ông được thừa kế từ mẹ chỉ còn 44 triệu đô khi ông qua đời vào năm 1937. Trong khi đó thì người con gái của bà lại sống giàu có cùng chồng, đúng tính chất cuộc sống của giới thượng lưu. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.